Concert Taylor Swift, giá vé hợp lý, đầu tư khủng, hát hơn 40 bài, ăn đứt show Blackpink một điều. Khán giả Việt Nam đang không khỏi so sánh giá vé và chất lượng concert Taylor Swift. Với show Blackpink tại Hà Nội, một số fan thì tuyên bố thay vì xem hát hơn, họ sẵn sàng bay đến Singapore để thưởng thức đêm nhạc của công chúa nhạc đồng quê. Vào sáng ngày 4 tháng 7, ban tổ chức đã chính thức công bố danh sách bài hát, giá vé và sơ đồ chỗ ngồi trong đêm nhạc của nhóm Blackpink sẽ diễn ra tại Việt Nam. Cụ thể, theo công bố, giá vé cao nhất vé VIP trong đêm nhạc là 9,8 triệu đồng, thấp nhất là 1,2 triệu đồng với 13 ca khúc được trình diễn. Ngay lập tức, tranh cãi đã nổ ra trên mạng xã hội và cho rằng lượng bài hát ít và đêm nhạc hoàn toàn không xứng với quyền lợi của vé VIP bởi khán giả không được tham gia sound check, duyệt âm thanh cũng như quyền lợi quá đỗi so với concert của nhóm tại các quốc gia khác. Thậm chí nhiều fan còn nhận xét sự kiện lần này giống fan meeting hơn là concert về nhóm biểu diễn West. Ngay sau đó, nhiều khán giả đã so sánh concert của nhóm với đêm concert của Taylor Swift tại sân vận động quốc gia Singapore. Theo đó, các hạng vé tiêu chuẩn được chia thành 6 hạng từ CAT1 cho đến CAT6, trong đó vé hạng CAT6 rẻ nhất ở mức 108 đô la Singapore, khoảng 1,88 triệu Việt Nam đồng. Trong khi đó, hạng CAT1 có giá cao nhất 348 đô la Singapore, khoảng 6,05 triệu đồng. Tất nhiên, song song với các vé tiêu chuẩn, với mỗi tài khoản được mua tối đa 4 vé, vé Ticketmaster Singapore cũng công bố các gói vé VIP. Các gói VIP cũng chia thành 6 hạng từ VIP1 đến VIP6. Mỗi gói bao gồm vé tham dự Tiaras Tour, các phụ kiện và merchandise của chương trình, cũng như một số đặc quyền riêng. Gói VIP rẻ nhất có giá 328 đô la Singapore, khoảng 5,7 triệu Việt Nam đồng. Còn gói VIP đắt nhất có tên It's Been a Long Time Coming Package, có giá 1.228 đô la Singapore, 21,3 triệu Việt Nam đồng. Tiaras Tour là concert được truyền thông toàn thế giới đánh giá cao bằng tất cả mọi ngôn từ hoa mỹ, phần dàn dựng hoành tráng vượt nhiều tiêu chuẩn sân khấu thông thường, cũng như set diễn kéo dài gần 3 tiếng rưỡi với hơn 44 ca khúc. Mọi đêm diễn Taylor Swift mở ra, dù ở những sân vận động có sức chứa hàng chục nghìn người, cũng nhanh chóng bán hết vé và mở bán thêm bao nhiêu đêm cũng hết bấy nhiêu. Tuy vậy, còn một kỷ lục khác từ Eras Tour mà nhiều người không để ý tới. Đội ngũ hậu cần của Taylor Swift và Eras Tour sử dụng tới 90 xe tải cỡ lớn để di chuyển cũng như chuyên chở vật dụng cần thiết. Toàn bộ sân khấu được xây dựng nhờ những gì mà số xe này mang theo. Công đoạn xây dựng mỗi sân khấu kéo dài khoảng 2 đến 3 tuần trước khi buổi diễn diễn ra. Theo dự đoán, Tiaras Tour với đà doanh thu hiện tại sẽ giúp cho Taylor Swift đánh bại huyền thoại Elton John để sở hữu tour lưu diễn doanh thu cao nhất lịch sử và cũng là tour lưu diễn đầu tiên cán mốc hơn 1 tỷ đô la Mỹ tiền bán vé. Chính vì thế, giá vé Ticketmaster Singapore công bố là hoàn toàn hợp lý, thậm chí mức giá này có thể xem là rẻ bất ngờ với một concert tầm cỡ như Tiaras Tour với mức giá cực kỳ phải chăng cùng với số lượng đăng ký mua vé vượt mốc 22 triệu đến từ mọi nơi châu Á. Cuộc chiến tranh giành để có một suất tham dự The Eras Tour tại Singapore sẽ cực kỳ khốc liệt, có tiền cũng không thể đảm bảo có nổi vé. Một số bình luận của khán giả: nhìn giá vé dễ chịu thật sự, thậm chí gọi là rẻ cũng được. Giá vé rẻ quá thì lại cần lo đó, trời ơi, hơi kỳ nhưng lần đầu tiên, lại mong bà Taylor tăng giá vé lên để mình có cơ hội mua dễ hơn một chút. Giá vé của Taylor bán ra dễ chịu vậy mà sợ giờ đang thổi lên càng tức đó. Chỉ cần đối chiếu một chút sẽ thấy, Bonbin World Tour mới đây cũng hoàn thành hai đêm diễn tại cùng địa điểm sân vận động quốc gia Singapore. Bên cạnh nhiều lời khen thì hai đêm diễn của Blackpink tại Singapore cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều từ những người trực tiếp tham gia đêm nhạc. Giá vé tham dự Bonbin World Tour tại Singapore dao động từ 168 đô la Singapore cho đến cao nhất là 398 đô la Singapore, 2,9 triệu Việt Nam đồng đến 6,9 triệu Việt Nam đồng, nghĩa là về mặt bằng chung cao hơn cả hạng tiêu chuẩn của Tiaras Tour.